Bên cạnh người đồng cấp bên phía Nhật Bản tại Tokyo, ông Joe Biden đưa ra câu trả lời thẳng thắn khi được hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan trước một cuộc xâm lược của Trung Quốc hay không? Yes. Có. Đó chính là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Biden thoát ra khỏi cái gọi là tình trạng mơ hồ chiến lược mà Mỹ luôn áp dụng cho vấn đề này. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn và thề sẽ thu hồi lại bằng vũ lực nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của ông Biden. Không ai được đánh giá thấp ý chí kiên cường sắt đá cũng như sức mạnh của người dân Trung Hoa trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ dân tộc. Đừng bao giờ đối đầu với 1,4 tỷ người Trung Quốc. Trung Quốc là trọng tâm trong chuyến thăm của Biden tại Nhật Bản và không chỉ là về các vấn đề quân sự. Mới đây, Tổng thống Biden đã hé lộ về sự khởi đầu cho một sáng kiến nhằm thể hiện vai trò của Mỹ trong nền kinh tế Á Châu. Tính tới thời điểm hiện tại, 12 quốc gia châu Á đã đồng ý tham gia sáng kiến này. Theo ông Derek Grossman của RAND Corporation, đây là một con số ấn tượng. Tôi nghĩ rằng chính quyền đã làm khá tốt trong việc thể hiện sự chân thành nhằm đưa nhiều quốc gia với nhiều hệ thống kinh tế, chính trị khác nhau cùng tham gia vào IPEF. On board for IPEF. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng vẫn chưa đủ yếu tố để hình thành bộ khung làm việc và chỉ ra rằng sáng kiến này không có tính ràng buộc. Ở phía bên kia, người Trung Quốc chắc chắn đang lên kế hoạch đối phó với những động thái này và đó là điều tôi cho rằng đáng quan ngại khi mà nước Mỹ đang không làm được điều đó. Chúng ta đang ở trong cái gọi là cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, nhưng thứ mà họ đang làm hiện nay không phải những gì chúng ta đang làm và có vẻ như họ đang làm tốt hơn chúng ta. Trước khi quay trở lại Mỹ, Tổng thống Biden đã có cuộc họp với nhóm bộ tứ, một nhóm bao gồm các nền dân chủ trong khu vực, vốn được coi như một nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc. It is an honor for me to attend this launching on behalf of President Joko.